chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi hùng biện một phút hôm nay chúng ta sẽ có bài chiến tranh là điều phi lý tại vì chiến tranh các bạn biết giữa russia and ukraine nó đã xảy ra một thời gian cũng khá là dài rồi các bạn ha và những người chịu khổ là ai thì mình biết rồi và nó cũng thật là phi lý, mình không bàn sâu về chính trị đâu nhưng mà mình thấy chiến tranh nó phi lý quá. Hôm nay tôi có một bài hùng biện ngắn nói về chủ đề này, chúng ta cùng lắng nghe nha các bạn. I don't like war, not a bit. It just doesn't make sense to me. I mean, why do people have to fight? It's like we forget how to talk and understand each other. I think sometimes it's the folks up in politics who benefit, playing games with power. They send young people off to fight, but they're not the ones facing the real consequences. It breaks my heart to think about how civilians suffer the most in war. Families torn apart, homes destroyed, and the simple act of getting food becomes a struggle. I've seen images of people standing in long lines, just hoping for a meal. It's a basic human need, yet it's so hard for them to get by. The everyday routines we take for granted. Like going to school or work become impossible and rồi đó các bạn ha Bây giờ chúng ta à, đi vào từng câu nha các bạn Ha. nhưng mà các bạn có nghe được không qua một thời gian rất dài rồi hôm nay bài thứ 95 các bạn có cảm thấy mình tiến bộ mức nào trong cái nghe hay không nha các bạn có nghe được hay không Chẳng qua là các bạn nhớ câu từ hay không mà thôi nha các bạn còn nếu không nhớ thì vẫn không được đâu mình vào từng bài đây ha à, rồi bây giờ đó mình nghe nha các bạn I don't like war not a bit rồi mở lên xem nào I don't like war tôi không thích chiến tranh not a bit không một chút nào À, không một chút nào khi nói not a bit là một chút cũng không có. Cái bit này là một chút các bạn. Các bạn có thể nói là not one bit cũng được các bạn. Not one bit hay là not a bit cũng được. Mà tôi thấy a bit đó là nó phổ biến hơn ha. Yeah, I don't like war là tôi không thích mà không thích ở đây được nhấn mạnh bởi cái cụm này nữa not a bit thì nó hay hơn nhiều các bạn ha. Rồi. It just doesn't make sense to me. It just doesn't make sense to me. Make sense là cái cụm từ nó có nghĩa là có lý. Có lý có nghĩa là đó nó có một cái nghĩa gì đó hay là có một cái lý mà người ta có thể hiểu được là make sense. Mình nói là it doesn't make sense là mình nói là ui tôi thấy nó không có lý gì cả. Có nghĩa là tôi không có hiểu gì cả đó các bạn. Là mình không có hiểu được cái lý của nó là nó make sense ha. Mà make sense to someone là nó làm cho ai đó hiểu được hay là nó có ý nghĩa với ai đó nha các bạn make sense to someone là có ý nghĩa với ai đó hay là làm cho ai đó hiểu được mà ở đây đó it doesn't make sense là nó không có ý nghĩa gì cả ha nó không ý nghĩa gì cả hay là tôi chả hiểu gì về chuyện đó cả tại vì nó không có lý thêm chữ just vào để nhấn mạnh thôi các bạn để nhấn mạnh cho cái phủ định này tại sao là doesn't tại vì nó đi với ngôi thứ ba số ít là it nha rồi I mean why do people have to fight Câu ngắn không ha. I mean là ý tôi là ý tôi là thì trong lúc mà các bạn nói đó các bạn nói I mean là nó cũng dành thời gian để cho mình suy nghĩ để nói những câu tiếp theo nữa ha. Đó là kỹ thuật nói. Còn I mean là ý tôi là ý tôi là thì thêm cái ý tôi là thì có nghĩa là trong lúc đó đó các bạn tìm cách để diễn giải lại cái vấn đề mình vừa nói thôi nha. Yeah. Rồi, why do people have to fight? Have to do something Là phải làm cái gì đó Mà fight là đánh nhau Thì tại sao người ta Phải đánh nhau Tại sao người ta phải đánh nhau It's like we forget how to talk And understand each other yeah. It's like Nó giống như là Nó giống như là gì đó Thì phía sau là một mệnh đề Mà mệnh đề là gì Là có chủ từ và có động từ Là thành câu luôn rồi đó các bạn yeah. It's like Nó giống như là We forget how to talk là chúng ta đã quên đi cách ăn nói rồi hay sao đó? Quên đi cách nói chuyện rồi and understand each other và hiểu biết lẫn nhau rồi, ừ, hình như là quên cách nói chuyện và hiểu biết lẫn nhau rồi hay sao đó mới bắt đầu đánh nhau đúng không? Đó người ta nói quân tử uh, uh, động mỏ không động thủ có nghĩa là quân tử chỉ nói với nhau thôi chứ không có đánh nhau. Thì khi nào á mà khi nào mà một người hay nổi giận các bạn? là tại vì lúc đó đuối lý rồi hay là cái lý lẽ của mình bằng bằng miệng đó các bạn là không thể diễn giải cho người khác được nữa cho nên nổi nóng nó thì cái người mà nổi nóng thì thường thường là đuối lý, đuối lý mới nổi nóng nha các bạn ha. Và đuối lý mà nổi nóng xong nó còn dẫn đến cái việc đánh nhau nữa thì cái người đó thì hoàn toàn không có lý luôn. Có nghĩa là họ cảm thấy mình có lý nhưng mà không thể diễn giải bằng lời được cho nên phải thượng cẳng chân hạ cẳng tay ha là cái người đó cần phải học cái cách nói cần phải diễn đạt cho người khác hiểu hơn thay vì là nổi nóng và đánh nhau nha các bạn. I think sometimes it's the folks up in politics who benefit playing games with power. Yeah. I think sometimes tôi nghĩ là đôi khi tôi nghĩ là đôi khi thì đôi khi gì đó thì lúc sau này sau này nó làm cái mệnh đề sau đó ha nó làm cái mệnh đề mệnh đề là câu giống nhảy hồi tôi nói với các bạn đó It's the folks. It's the folks. Đó là những cái tay. Folks là những cái người, những cái tay, những cái gã, hay những cái gã. Up in politics, politics, politics hay là politics, politics, politic, politics. Đó là những cái gã mà up in politics có nghĩa là ở những cái vị trí cao trong chính trị. Up in politics. Tôi nghĩ đôi khi đó là những cái gã ở những cái vị trí cao trong chính trị who benefit những người được hưởng lợi playing games with power là 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 chơi trò quyền lực nha. hưởng lợi và thích chơi trò quyền lực thật ra đó who benefit who play games with power nha. có nghĩa là cái hai cái câu này hai cái động từ này thật ra nó tương đương nha các bạn nó tương đương Nhưng mà đó Mình muốn là Hai cái động từ này nó đi cùng nhau Mà không muốn viết lại chủ từ Không muốn viết lại chủ từ là những cái gã này nè Đó Thì lúc này đó Cái động từ thứ hai người ta thường viết thêm in Là hai cái động từ nó cùng cấp với nhau Đại loại vậy đó các bạn Thì đó Những cái gã trong uh, Cao Có vị trí cao trong chính dị đó Là hưởng lợi Và những cái gã này nè Là Chơi uh, Chơi Chơi trò quyền lực Đó các bạn Ừ They send young people off to fight, but they're not the ones facing the real consequences. They send young people off to fight. Đây có cái cụm là send somebody off to do something. Send somebody off à, là to do something là cử ai, cử ai đi làm cái gì đó. Cử nha, cử ai đi làm cái gì đó. Ở đây là cử những người trẻ tuổi đi chiến đấu. À đi đánh nhau, đi đánh nhau but they are not the ones nhưng mà họ không phải là những người họ đây là ai? Là đây nè các bạn. Đây là ai? Là những cái gã mà up in politics ở vị trí cao trong chính trị. Họ cử những người trẻ đi chiến đấu nhưng mà họ họ đây là đây. Họ không phải là những người facing the real consequences là là đối mặt với những cái hậu quả thật sự mình ở nhà mình cử người khác đi mà thì hậu quả là người khác lạnh chứ không phải là do những cái người đó lạnh. Yeah. Facing the real consequences, Consequence là hậu quả của cái gì đó. Consequences là số nhiều. Yeah. Nhấn vào âm tiết đầu tiên nha. It breaks my heart to think about how civilians suffer the most in war. Mm. It breaks my heart là nó làm cho trái tim tôi tan nát. Hay là nói nhẹ hơn là Thật là đau lòng Tôi thật là đau lòng To think about uh, Để nghĩ về How civilians suffer the most in war Cái cách mà những cái thường dân Dân từ civilian Civilian là thường dân Nha các bạn ha Từ có 4 âm tiết Nhấn vào âm tiết thứ hai Civilian à, Mà thường dân ở đây số nhiều Civilian suffer the most Là những thường dân đó các bạn là chịu đựng nhiều nhất ở trong chiến tranh. Đó. Tại vì chiến tranh ai chịu là thường dân chịu chứ ai chịu nha. Yeah. Families torn apart, homes destroyed and the simple act of getting food becomes a struggle. Families torn apart là gia đình thì bị xé nát, gia đình thì tan nát. Cái, cái tone ở đây đó các bạn là đang dùng ở cái thể bị động nha, Ở dưới đây, homes destroyed, nhà thì bị phá vỡ à, Nhà bị phá vỡ, toàn dùng ở bị động nha, hai cái này Thì cái tone này đó là cột ba của động từ tear Tear nó viết như là tear, là nước mắt đó các bạn Nhưng mà danh từ nước mắt á, nghĩa là nước mắt thì đọc là tear Còn cái nghĩa là cái, cái hố hay là cái gì đó thì lúc này đọc là tear còn động từ thì đọc là tear, tear, tear. Mà cột ba đọc là torn. Yeah. Families torn apart là gia đình bị xé nát, bị tan nát. Đó. Homes destroyed, nhà cửa thì bị phá hủy. And the simple act of getting food và cái hành động đơn giản như là kiếm thức ăn đó becomes a struggle trở thành một cái một cái uh, điều vất vả vô cùng. Ừ, a struggle là một cái điều vất vả nha các bạn, đúng không? Chiến tranh là thế. I've seen images of people standing in long lines just hoping for a meal. I've seen là tôi đã từng thấy rồi. À, động từ see mà dùng ở thì hiện tại hoàn thành là cho đến bây giờ tôi đã thấy nhiều rồi ha. Yeah. Images là hình ảnh những hình ảnh từ này đọc là image âm đầu tiên mình đọc là i đúng không rồi ở tiếp theo đó các bạn đọc là i ngắn là image image chứ đừng thấy chữ a ở đây đọc là email nha rồi dân kỹ thuật hay đọc là email lắm nhưng mà nó là image image image, image. images images of people standing in long lines. Tôi đã từng thấy hình ảnh của um, nhiều người uh, đứng xếp hàng dài. Đứng xếp hàng dài. Standing in line là xếp hàng ha. Just hoping for a meal là hy vọng kiếm được một bữa ăn. Just hoping for a meal là tôi nhìn thấy nè, nhìn thấy thì họ standing nè, rồi họ hoping for a meal, là kiếm được một bữa ăn. It's a basic human need, yet it's so hard for them to get by. Mm. It's a basic basic human need. Nó là một cái nhu cầu cơ bản của con người, ăn uống mà các bạn. À nhu cầu cơ bản của con người. Yet thế nhưng, thế nhưng it's so hard. Nó quá khó khăn for them cho họ to get by. Get by là có thể kiếm được, có thể có được. Đó các bạn thấy get by thì nó có nghĩa là có được và kiếm được nha. Nó thật là khó cho họ để kiếm được. Ừ, kiếm được miếng ăn thôi nó là nhu cầu cơ bản mà chỗ nào cũng có, nhưng mà thật là khó cho họ. The everyday routines we take for granted, like going to school or work, become impossible. Ừ. The everyday routines là những cái hoạt động thường nhật hàng ngày những cái chuyện hàng ngày We take for granted cũng từ We take for granted là xem như đó là điều hiển nhiên cái gì đó mà mình take for granted là mình xem như đó là điều hiển nhiên hiển nhiên là phải có không thắc mắc gì cả, nó cứ hiển nhiên nó có sẵn ở đó Và mình mong đợi nó có sẵn ở đó Không cần cảm ơn, không cần nói gì cả Nó là hiển nhiên, là take for granted Những cái hoạt động hàng ngày mà chúng ta xem đó như là hiển nhiên Like, như là, như là Going to school, đi học Or work, đi làm yeah. Become impossible Động từ chính là become uh, Impossible là trở nên bất khả thi Đúng rồi, chiến tranh mà các bạn nhìn vào dư khuyên xem không có hoạt động gì là còn bình thường đó hết. Mọi cái đều bất khả thi. Ừ. Đó. War disrupts everything and it's the innocent people who bear the heaviest burden. War disrupts everything. Là chiến tranh nó disrupts có nghĩa là nó làm phá vỡ, nó phá hỏng. Nha các bạn. Phá hỏng mọi thứ. Chiến tranh nó đã phá hỏng mọi thứ hay là phá vỡ mọi thứ Nó còn cái nghĩa đó là làm gián đoạn mọi thứ à, Nhưng mà cái nghĩa phá hỏng hay là phá vỡ thì nó à, dùng nhiều hơn, chính xác hơn Chiến tranh đã phá hỏng mọi thứ And it's the innocent people Và nó là những người vô tội Innocent tính từ có nghĩa là người vô tội à, Vô tội đó à, Người vô tội Who bear the burden Bear the burden có nghĩa là chịu gánh nặng. Chịu gánh nặng mà gánh nặng ở đây là gì? Heaviest, heaviest, heaviest là gánh nặng lớn nhất, là nặng nhất đó các bạn nha. Là và chính những người vô tội là chịu gánh nặng lớn nhất. À, những người vô tội dĩ nhiên là các bạn biết rồi đấy chiến tranh từ cổ chí kim những người vô tội là chịu gánh nặng lớn nhất It's just not fair. It's just not fair. Nó thật là không công bằng. It's not fair. À, fair là công bằng, fair play đó các bạn là chơi công bằng, chơi đẹp ha. Mà ở đây là it's not fair. Nó không công bằng. Thêm chữ just vào để nhấn mạnh nó thật là không công bằng. Nha. À, rồi là như thế đó các bạn. Bây giờ tôi giúp cho các bạn đọc lại từ đầu đến cuối nha. Đọc lại từ đầu đến cuối. I don't like war, not a bit. I don't like war. Not a bit, a bit, 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 bit. I don't like war, not a bit. It just doesn't make sense to me. It just, just doesn't, doesn't make sense. Make sense, sense to me. It just doesn't make sense to me. Make sense to me. I mean, why do people have to fight? I mean, I mean, me, me, me. Why do people, why do people have to fight? Have to fight. It's like we forget how to talk and understand each other. It's like we forget how to talk. It's like, like, like. like, like, like. Like, like, giữ âm cờ lại luôn, like, it's like, it's like, it's like, we forget how to talk, we forget how to talk, làm biến thì bỏ chữ cờ ra, talk, còn nếu mà giữ nguyên lại thì nó hay hơn, talk, to talk, hay là like, là không rơi âm cờ xuống luôn ha, yeah. we forget how to talk, and understand each other, understand each other each other each other each other i think sometimes it's the folks up in politics who benefit playing games with power i think sometimes time times times it's the folks folks oh fo folk folks the folks up in politics Poli politics, politics. who benefit? who benefit? playing games, playing, playing games, games, a, e games, with power, with power. they send young people off to fight, but they're not the ones facing the real consequences. they send young people, young people off, young people off, off, off. còn cái over đó các bạn chữ o mà chữ o chữ f mà một chữ f đó đọc là f uh, uh, v f v f uh, 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 còn này là off off và và off 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 to fight 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 but they're not the ones they're not the ones facing facing the real real consequences consequence consequence -quen 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 consequences consequences it breaks my heart to think about how civilians suffer the most in war it breaks my heart it breaks my heart to think about to think about how civilians 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 suffer the most suffer the most in war in war or war war war, war, war. It breaks my heart to think about how civilians civilians suffer the most in war. Families torn apart, homes destroyed, and the simple act of getting food becomes a struggle. Families torn apart. Families, families torn, torn apart, torn apart. Homes destroyed. Homes destroyed, destroyed, and the simple act. The simple act, the simple act of getting food, getting food, ooh, foo, food, food becomes a struggle, becomes a struggle, struggle, struggle. I've seen images of people standing in long lines, just hoping for a meal. I've seen, I've, I've, I've seen, I've, uh, yeah, I've, I've seen, I've seen. Images, images, image, image. Images, images of people, images of people standing in, standing in long lines, long lines, line, lines, lines. Just, just hoping, hope, oh, hoping for a meal, a meal, meal, for a meal, for a meal. It's a basic human need. Yet it's so hard for them to get by. It's a basic. It's a. It's a basic, basic human need. Human need. Yet it's so hard. It's so. It's so hard for them. For them to get by. The everyday routines we take for granted, like going to school or work, become impossible. The everyday routines, ru routine, ru yeah, routine, routines, routines, we take for granted, we take for granted, like going to school or work, become impossible, impossible. War disrupts everything, and it's the innocent people who bear the heaviest burden. War disrupts everything, war disrupts, disrupts everything. And it's the it's the, the innocent people, innocent, innocent people who bear the heaviest, heaviest burden, heaviest burden, heaviest burden. It's just not fair. It's just not fair. It's just not fair. Ok, bạn nào đang xem mà chưa đăng ký vào kênh của tôi bấm vào nút đăng ký hoặc là subscribe vào kênh của tôi các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. I don't like war, not a bit. Tôi không thích chiến tranh, không một chút nào. It just doesn't make sense to me. Nó không có ý nghĩa đối với tôi. I mean, why do people have to fight? Ý tôi là, Tại sao mọi người phải đánh nhau? It's like we forget how to talk and understand each other. Nó giống như chúng ta quên cách nói chuyện và hiểu nhau. I think sometimes it's the folks up in politics who benefit, playing games with power. Tôi nghĩ rằng, đôi khi đó là những người làm chính trị hưởng lợi khi chơi các trò chơi quyền lực. They send young people off to fight. But they're not the ones facing the real consequences. Họ cử những người trẻ tuổi đi chiến đấu, còn họ thì không phải là người phải đối mặt với hậu quả thực sự. It breaks my heart to think about how civilians suffer the most in war. Tôi thật đau lòng khi nghĩ về việc dân thường phải chịu đựng nhiều nhất trong chiến tranh. Families torn apart, homes destroyed, and the simple act of getting food becomes a struggle gia đình thì tan nát, nhà cửa bị phá hủy và chuyện đơn giản như kiếm thức ăn lại trở thành điều vất vả. I've seen images of people standing in long for meal. Tôi đã thấy hình ảnh của những người đứng xếp hàng dài, chỉ hy vọng có được một bữa ăn. It's basic hard for them get by. Đó là nhu cầu cơ bản của con người, nhưng thật khó để họ có được The everyday routines we take for granted, like going to school or work, become impossible. Những chuyện hàng ngày mà chúng ta xem đó là hiển nhiên, như đi học hoặc đi làm, trở thành điều không thể. War disrupts everything, and it's the innocent people who bear the heaviest burden. Chiến tranh phá hỏng mọi thứ, và những người vô tội là những người chịu đau khổ nhiều nhất. It's just not fair thật không công bằng